Mến chào các bạn, em tên là Kelly. Hôm nay em xin chia sẻ với các bạn cách làm sao mà chúng ta tự nhuộm tóc ở nhà. Vào cái thời điểm này thì chúng ta phải ở nhà, cho nên có những tiệm tóc và những tiệm salon nó không có mở cửa. Đây là video cho các chị nào hoặc là cô nào hay là bạn nào đang ở nhà mà không chịu nổi cái chân tóc của mình thì có thể làm cái này. Thật sự cái này rất là dễ làm. Thường thường thì em thường khuyên khách rằng là nếu mà khách chóc rút thôi thì em có thể hướng dẫn cho khách của em tự làm ở nhà. Chừng nào mà làm cái gì mà cầu kỳ mình làm không được thì hãy đến gặp em ở tiệm. Thì hôm nay em xin làm video chia sẻ với các bạn cách làm sao mà chúng ta tự nhuộm chân tóc ở nhà nhé. Và mong rằng cái video này giúp ích gì được cho các bạn. Nếu các bạn thích những cái video làm đẹp này thì xin cho em một cái like, share video này, hoặc là cho em biết comment ở dưới thì em sẽ làm thêm những cái video hướng dẫn này. Các bạn nào mà có theo dõi hay là làm friend với em trên social media thì biết rằng em luôn làm những cái video này để không ngoài mục đích là để trở thành tiếng nói mạnh hơn, để chống tệ nạn buôn người và ấu dâm trẻ em. Nếu mà em chỉ làm những cái video mà ngồi đây kể ra những cái tệ nạn này thì chắc không ai nghe đâu. Cho nên em phải làm đủ trò, đủ video hết để mà cho các bạn xem. Thì rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ và xem những cái video này. Và đồng thời cũng là một dịp để cho em trở thành tiếng nói để chống tệ nạn buôn người và ấu dâm trẻ em. Cái tệ nạn này thì nó rất là nhạy cảm, cho nên ít người quan tâm đến hay là muốn nói đến hay là muốn chia sẻ đến. Nhưng mà chính vì chúng ta không lên tiếng, chúng ta không nói ra thì mỗi năm hàng ngàn phụ nữ và trẻ em bị lạm dụng tình dục, bị bán vào làm tệ nạn buôn người. Và có những trẻ em trong cuộc sống hàng ngày cũng đã và đang là nạn nhân của tệ nạn ấu dâm. Cho nên mong rằng các bạn có muốn tìm hiểu thêm thì có thể lên Google và tìm hiểu thêm. Hoặc là các bạn nào mà đã từng là một nạn nhân của tệ nạn ấu dâm thì khi mà các bạn coi những cái video này thì các bạn hãy cùng em, giúp em để chúng ta trở thành tiếng nói mạnh hơn cho những người mà không nói được, cho những trẻ em mà không có thể bảo vệ cho nó được. Cho nên em sẽ trở về cái hướng dẫn làm tóc nhé. Tóc của em á, là mỗi 3 tuần là em phải nhuộm cái chân tóc, là tại vì tóc của em nó rất là đen. Mà cái tóc hiện giờ mà em thích đó là màu rất là lợt. Cho nên khi mà cái chân tóc nó ra chút xíu thôi là cảm thấy cái tóc mình nó rất là dơ. Vì cái đen nó làm cho chúng ta có dầu, rồi nó làm cho cái chân tóc của mình nó nhìn nó không có fresh. Cho nên thường thường á, thì em thấy khách của em để rất là dài thì thật sự nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là già và rất là dầu, đầu rất là lúc nào cũng dơ. Cho nên khi mà chúng ta nhuộm cái chân tóc rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là nó đẹp hoàn toàn cái mái tóc. Cho nên những cái này thì các bạn có thể mua ở beauty supply store, hoặc là các bạn nào mà có Toronto mà không mua được thì có thể liên lạc với em. Cái này thì nó không bán ở beauty supply cho khách bình thường, nhưng mà nó bán ở Cosmoprof cho những người chuyên môn. Thì em cũng có mua cho khách em để họ tự làm ở nhà, vì có những chị nội trợ hay là các cô không có thể tới gặp em ở tiệm được vì quá xa hay là quá bận. Thì mấy cái thuốc này em có thể order dùm. Thì các bạn nào cần thì có thể liên lạc với em, hoặc là nếu mà có thể tự mua được thì có thể tự mua. Rồi, khi mà chúng ta nhuộm chân tóc nha. Chân tóc là vì sao? Tại vì thí dụ tóc em đi, bây giờ là màu này nó không phải là màu tự nhiên mà em sanh ra mà đã có, nhưng em phải nhuộm nó mới ra. Thì khi mà em nói màu tự nhiên có nghĩa là cái màu tự nhiên tóc của mình á, thì để nó sáng lên, ok, để nó sáng lên thì nó phải dùng cần permanent color. Thì trong permanent color nó có ammonia, thì nó giúp cho thay đổi cái tóc của mình, có nghĩa là nó che được. Thí dụ những chị nào mà tóc bạc thì cái ammonia permanent hair color nó mới đủ để nó che đi tóc bạc của mình. Nhưng mà permanent ammonia hair color thì mới che 100%. Cho nên các chị nào mà đi vô Shoppers Drug Mart hay là Walmart hay bất cứ cái tiệm siêu thị mà nó để là natural brand, mà khi về nhà mà mình nhuộm mà nó 2-3 tuần sau mà có cái chân tóc đen, thì dù cho nó để rằng là non-permanent, natural như thế nào đi nữa, nó thật sự là
permanent ammonia, chỉ là nó dùng cái chất nào khác đó hay nó dùng cái gì khác đó thôi, nhưng mà để cho nó thay đổi cái tóc nguyên thủy của mình thì nó phải là permanent hair color. Cho nên khi mà mình dùng permanent hair color, thật sự nó không có gì sai và cũng không có gì xấu và cũng không có gì hại. Nếu mà nhuộm tóc mà hại thì thật sự những tiệm tóc sẽ không mở hàng ngày. Cho nên thật sự cái thuốc nếu mà mình mua có FDA approved, nó có bán ở trong những cái tiệm professional license, thì thật sự thuốc nó không có hại. Còn những cái thuốc mà bán không nguồn gốc thì cái đó em không dám nói. Nhưng mà nói về chuyên môn thì những cái thuốc này nó không có hại. Dĩ nhiên thuốc không hại, nhưng mà cái người làm cho mình á mới là cái vấn đề hại. Thường thường khi mà chúng ta dùng permanent hair color nha, thì chúng ta có thể dùng 30 hoặc 20 volume peroxide. Có nghĩa là đây là cái tube màu, màu phải pha chung với nhau thì nó mới activate được. Nếu mà nó không pha cùng với nhau thì nó sẽ không có activate. Thì các bạn cứ tưởng tượng cái này là cái iPhone, ok, cái này là cái pin. Thì dĩ nhiên cái pin nó với cái iPhone nó phải có thì nó mới work cái phone được, đúng không? Còn nếu mà cái phone mà không có cái pin thì nó sẽ không có work được. Thì cũng giống như màu, nó phải pha cùng với nhau. Và cái ratio, cái độ lượng của permanent hair color là 1:1 ratio, có nghĩa là 1:1, có nghĩa là một phần này thì là một phần này. Thí dụ em để 30 gram hay là 60 gram của cái màu thì em phải để 60 hay 30 gram của cái developer peroxide. Cho nên thường thường một cái thuốc này á là 60 gram. Thì nếu mà mình làm chân tóc thôi thì mình có thể dùng nửa tube. Cho nên khi mà mình pha hai cái này lại với nhau á thì nó sẽ activate. Thường thường có những chị sẽ hỏi rằng là bây giờ chị muốn tiết kiệm màu rồi chị pha thêm nước được không? Thật sự nó phải cùng cái độ liệu với nhau. Vì nếu mà cái này nó nhiều quá nó sẽ lỏng đi cái sức mạnh của màu. Màu á là nó giúp để che cái tóc của mình, nó thay đổi cái tóc của mình, nhất là tóc bạc. Nếu mà tóc bạc mà xài cái này nhiều hơn cái màu thì nó không che được. Cho nên trong trường hợp mà mình phải cần dùng hơn là thật sự mình cần dùng nhiều màu hơn là developer. Cho nên vì thế thí dụ ai mà tóc bạc thì có thể em dùng 60 gram cái này và 50 gram cái này để cho cái này nó có cái độ che tóc bạc nhiều hơn. Hay là những tóc nào mà nó coarse, nó cứng, nó dày, nó giận giận, nó là những cái tóc khó thì mình có thể dùng cái cách đó. Nhưng mà bình thường không có dùng cái này nhiều để mà pha lỏng cái này để tiết kiệm được, vì nó sẽ không ra. Thì các bạn nếu muốn thử thì cứ thử, nhưng mà cái kết quả nó không được như ý muốn của mình thôi. Rồi, em luôn nói rằng là break the rule after you know the rules. Cho nên mình cứ làm theo những gì mà em chia sẻ trước đi. Rồi sau đó đã quen rồi, hay là các bạn đã làm lâu quá rồi muốn experiment, muốn thí nghiệm thì cứ làm. Nhưng mà hiện giờ khi mà mình mới làm thì mình chịu khó làm đúng theo cái chỉ dẫn thì nó sẽ đưa được cho mình cái kết quả tốt. Cái màu của em á, là màu level ở trên chân tóc thì là màu level 7-8. Tại vì từ 1 tới 10 là cái level, có nghĩa là cái độ sáng và độ tối đó. Có nghĩa là tóc của em màu đen là level 3, có nghĩa là em là nâu đen. Còn đậm đen là số 1. Còn em là số 3, có nghĩa là nâu đen. Và cái màu mà em đang hiện giờ thì tùy chỗ, có những chỗ level 7, có những chỗ thì level 8-9, tùy. Cho nên vì thế khi mà em làm cái root của em á, thì nó là cái level 7-8, ok? Rồi, developer nó có nhiều level, có nghĩa là nó có 20 volume nè, 30 volume và 40. Cho nên vì thế thường thường là em dùng 20 hoặc 30. Còn nếu mà anh chị nào mà muốn dùng 40 cũng được, là cho những tóc mà dày, muốn lợp khoảng 4 level thì có thể dùng 40. Nhưng mà vì cái chân tóc của em á, em không cần nó quá sáng, cho nên em dùng 20 hoặc 30 là được rồi. Rồi bây giờ em sẽ bỏ cái này vào đây. Khi mà mình nhuộm tóc thì for sure mình cần cái bô nhé. Và mình cần cái cây brush. Thì cái brush này nó nên có cái này nè, để chúng ta dễ để mà chia tóc. Cho nên trong những cái bô này nó có những cái liệu đó, cho nên rất là dễ cho mình. Rồi em sẽ dùng
30g của cái màu hôm nay. Đây, trước tiên dễ nhất là chúng ta sẽ lấy cái nước developer, chúng ta đổ vào và chúng ta nhìn cái nắp là 30. Ok. Rồi, vừa đúng luôn. 30. Khi thường thường mà chúng ta dặn như thế này đó thì nó dễ hao màu lắm, cho nên nó có bán cái accessories này. Nó có bán cái accessory này nè, để chúng ta để vào đây, để khi mà chúng ta dặn cái màu cho nó ra đó thì nó sẽ lấy hết màu, thì chúng ta không có bị phí màu nhé. Rồi chúng ta mở cái này ra. Và bây giờ em sẽ đẩy, em sẽ squeeze hết những cái màu này vào cái bô này. Ok, cho nên em sẽ lấy thêm khoảng như đây nữa. Thì nguyên cái tube này á, là 60g, 30 thì phân nửa. Hồi nãy thì em lấy tầm khoảng như đây, thì bây giờ em sẽ lấy thêm 1/4 nữa. Rồi nó sẽ nhìn như thế này. À, vì sao mà em đổ cái này trước? Vì khi mà mình đổ cái nước vô trước thì mình có thể đo được cái số mình bỏ vô bao nhiêu. Còn nếu mà mình bỏ màu vô trước thì mình khó canh được cái nước peroxide cho nó chính xác lắm. Cho nên thường là em đổ cái peroxide trước để mà nó thấy cái mức của cái số đó mà em cần. Rồi sau đó em đổ màu vô thì là nó chính xác. Rồi khi mà mình xong rồi mình phải lấy cái brush. Nhiều lúc em nói mọi người làm cho nó đều thì thật sự họ cũng không biết là đều bao lâu, nhìn như thế nào. Nhưng mà mọi người đánh làm sao mà cho nó thành giống như là yogurt vậy. Ok, như thế này. Cho nên thường thường em đếm 40 giây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 39, 40. Thì sau khi 40 giây thì nó sẽ như thế này nè. Ok. Đó, cỡ đó. Rồi, cái này là chúng ta mix cho đều nha. Tại nhiều lúc mà chúng ta phải pha màu. Thí dụ mình có tóc bạc thì mình phải pha cái chai riêng của tóc bạc, rồi sau đó pha cái màu. Thì nếu mà chúng ta hòa không đều á thì nó sẽ không có ăn đều với nhau. Cho nên các bạn nhớ rằng là chúng ta phải cho nó đều lên. Rồi, thường thì chúng ta có thể nhuộm tóc lúc nào cũng được. Nhưng mà có những bạn nào mà tóc bị hơi đầu, hơi bị sensitive thì có thể nhuộm một ngày sau khi tóc gội. Có nghĩa là thường thường khi mà chúng ta mới gội đầu thì tóc của chúng, cái chân tóc của chúng ta, cái scalp của chúng ta, da đầu có thể hơi sensitive. Cho nên nếu mà mình hơi bị sensitive thì mình có thể để qua ngày hôm sau, khi mà tóc mình đã có chút xíu dầu rồi đó, thì mình nhuộm cái chân tóc thì có thể là less sensitive hơn. Hoặc là nếu mà có ai còn bị ngứa hơn nữa thì có thể bỏ sweetener. Sweetener nó cũng giống như đường nhưng mà nó nhẹ hơn đường. Cho nên em cũng không biết vì sao nó work, nhưng mà thật sự nó work. Cho nên nếu mà khi mà các bạn nhuộm màu mà có bị sensitive cái da đầu á, thì có thể mua mấy cái package của sweetener. Em mua cái đó và bỏ thẳng vào màu luôn. Bỏ một gói vào màu thì khi mà chúng ta nhuộm tóc thì nó đỡ bị sensitive da đầu của mình. Thì thật sự tóc của em nó cũng ra khoảng như đây nè. Đó. Cho nên vì thế dù cho nó không có quá nhiều nhưng mà em chịu không nổi. Thường thường là 2-3 tuần là em phải nhuộm tóc rồi. Cho nên em sẽ chỉ các bạn cách làm sao mà chúng ta nhuộm cho nó lẹ nhất. Vì cái màu này nó chỉ tác dụng trong vòng 30 phút. Cho nên mình phải tính cái thời gian là mình để vào là lẹ lắm. 15 phút là phải nên xong rồi. Sau đó mình phải để cái màu này thêm 25-30 phút nữa để mà cho nó thấm vào. Thì nếu mà chúng ta mất hết cả nửa tiếng để vào và cộng thêm nửa tiếng ngồi nữa thì cái màu nó hơi bị yếu tác dụng. Cho nên các bạn nhớ rằng khi mà mix xong chúng ta phải bỏ lên chân tóc liền, và trong vòng khoảng 15 phút là phải xong, để khi mà chúng ta ngồi 25-30 phút để mà cho nó process á, thì nó vẫn còn cái tác dụng của cái màu nhé. Gương thì các bạn có thể đeo vào tay, nhưng mà màu thì thật sự nó không có hại, cho nên vì thế em vẫn có thể dùng không có bao tay cũng được. Nhưng mà nếu mà các bạn nào mà hơi bị sensitive thì nên dùng có bao tay. Rồi, cách lẹ nhất để chúng ta làm là chúng ta chẻ xuống một đường giữa
Sau đó chúng ta làm chung quanh cái hairline, có nghĩa là cái viền tóc đây nè. Sau đó chúng ta làm chia ra làm tư, sau đó chúng ta làm từng phần thì nó sẽ rất là lẹ. Các bạn nào mà có tóc bạc thì nên làm cái phần trước trước để cho nó che được cái tóc bạc mình lâu hơn. Thường thường khi chúng ta lấy màu thì chúng ta lấy như đây thôi, có nghĩa chúng ta giảm vào chúng ta lấy lên, giảm vào lấy lên nhé. Rồi thế thôi. Đây, chúng ta dùng cái nhọn này nè để chúng ta chẻ cái tóc. Ok, đó. Rồi, các bạn thấy rằng cái chân tóc của em, thường thường chúng ta chỉ cần dặm chút xíu thôi, chúng ta đừng có lan quá nhiều ra nhé. Ok. Em làm lâu quá rồi cho nên cái này thì em làm bằng cảm giác. Nhưng mà nếu mà các bạn nào mà thấy khó quá thì có thể nhờ chị em, bạn bè mình hoặc là ông xã của mình làm giùm cho mình. Thì đây, mình làm riết thì mình sẽ có cái cảm giác. Thì thật sự là em chỉ làm bằng cảm giác thôi. Trong washroom em á, thì nó có cái gọi là three-way mirror. Có nghĩa là ở đây là cái kính, và đằng sau lưng cũng cái kính, thì em có thể nhìn được ba phía. Nhưng mà rồi sau khi mà mình làm, sau đó mình sẽ làm cái hairline của mình nhé. Hiện giờ thì em đang quay phim ở đây, nhưng mà em có để một cái kiếng ở trước này để xem. Cho nên các bạn nào mà có nhuộm ở nhà thì cũng có thể dùng cái kiếng ba chiều, có nghĩa là một kiếng ở đây và một kiếng ở đằng sau lưng mình. Thì khi mà mình làm ở đằng sau á, mình cũng có thể thấy cái reflection. Đó. Rồi, mình dán tóc lên và mình sẽ làm hết chung quanh cái hairline trước. Nếu mà các anh nào á mà có lòng tốt thì có thể học làm cái này để mình làm cho bà xã của mình. Thật sự cái này làm rất là lẹ, không có lâu. Rồi, mình đã làm hết chung quanh. Bây giờ mình sẽ chia ra làm tư. Thật sự cái này á, các bạn làm vài lần là mình sẽ quen. Lúc đầu mình làm thì dĩ nhiên mình hơi lụng cụng. Cái đó là cho tất cả mọi việc thôi chứ không riêng gì làm tóc. Nhưng mà chúng ta làm vài lần, chúng ta tập thì chúng ta sẽ quen làm. Và khi mà chúng ta biết làm rồi thì rất là tiện. Mỗi lần mà chúng ta có đi đâu á, thì chúng ta không có thời gian đi ra tiệm làm, thì chúng ta vẫn có thể tự làm cho mình ở nhà. Bạn có thể làm nguyên đầu nếu mà mình quen, còn nếu mà các bạn nào mà không làm được nguyên đầu á thì chúng ta có thể làm cái phần trước thôi. Phần sau thì thật sự cũng không ai thấy cho nên chúng ta không cần phải lo, rồi chúng ta có thể đi tiệm vài tháng sau để làm hết nguyên cái đầu. Nhưng mà nếu mà ở nhà mà chúng ta cần quá, chúng ta desperate quá thì chúng ta có thể làm cái phần trước thôi ha. Rồi bây giờ cách chúng ta chia là chúng ta dùng cái cây, chúng ta chia cái tóc như thế này, và chúng ta phải chia mỏng thôi nha. Mỏng có nghĩa là mình có thể thấy xuyên qua được, giống như là paper thin, giống như là mỏng như tờ giấy vậy, thì cái thuốc nó mới thấm. Còn nếu mà chúng ta làm dày quá đó thì chúng ta sẽ không có thấm thuốc vào được nha.
Rồi. Đây. Em sẽ chỉ lại. Khi mà chúng ta xong một phần rồi chứ gì? Chúng ta lấy cái này chúng ta để đụng đầu luôn. Chúng ta chia tóc ra. Khi mà chia tóc ra, đó, nó nằm như thế này. Thì chúng ta sẽ lấy cái tay, chúng ta gom hết những cái tóc mà mới chia ra, chúng ta để qua bên này cho nó nằm xuống. Thì đó là một cái part mới, đó. Ok. Rồi, khi mà mình sơn thì mình sơn cả nguyên đây như thế này nè. Đó, có nghĩa là nó thấm từ bên này và từ bên này luôn. Cho nên khi mà chúng ta chẻ tóc để mà lấy cái phần mới, đó, thì đây, đó, chúng ta chia ra nè. Chúng ta đẩy cái này xuống thì bên này cũng đã thấm thuốc rồi. Đó. 1, 2, 3, 4. Thế. Đó. Nhá. Rồi. Chia tiếp. Cầm. Đưa qua. Mình sơn. Mình giữ một chút xíu. Overlap có nghĩa là qua cái tóc cũ thôi. Chứ chúng ta không có sơn hết nguyên cái đầu thì nó sẽ bị khô tóc. Các bạn cứ tưởng tượng là cái bánh mà mình cứ nướng hoài thì nó cũng sẽ bị khô, bị cháy. Cho nên tóc mình á, nó đã ok rồi thì mình cứ dặm cái chân tóc thôi. Cho nên thường thường á, nếu mà mình nhuộm cái chân tóc rồi mà cái màu, hết màu của mình có bị phai thì mình có thể dùng non-permanent màu, có nghĩa là những cái màu mà không phải là permanent, thì mình có thể dùng những cái màu đó để mà nó dưỡng tóc và nó cũng có màu, nó gọi là cái màu Jami hoặc Sami. Còn cái permanent á, mình chỉ dùng để cho mình làm những cái tóc mới thôi. Rồi, xong bên phần này, mình bỏ cái này xuống. Đó, ok. Mình bỏ cái phần này xuống qua đây. Rồi, mình sẽ làm bên này. Bây giờ em sẽ làm lẹ nha, là tại vì màu nó cũng hơi bị yếu. Nếu mà để lâu quá cho nên các bạn có thể quay chậm video lại để xem, nhưng mà bây giờ em phải làm cho nó lẹ hơn. Rồi, bên này á, thì em sẽ chia, thật sự mình chia hướng này hay là hướng này cũng được, chỉ là mình nhớ là mình chia cho nó mỏng, có nghĩa là cái phần chia của mình á, nó mỏng mà có thể thấy xuyên qua, thì lúc đó là chúng ta không có lấy tóc quá dày thì cái thuốc nó mới ăn được. Phụ nữ á, thì làm cái này nó hơi lâu, tại vì nhiều tóc và tóc dài. Nhưng mà nếu mà các phái nam, mấy anh nào mà có nhuộm tóc thì cũng có thể vẫn là pha ra thuốc như thế này. Các bạn thấy rằng cái chân tóc của Kali á, nó có thể không nhiều ở trên cái video, nhưng mà nếu ở ngoài đời thấy thì nó cũng dài ra khoảng 1 inch rồi. Cho nên nó làm cái tóc mình nhìn thấy dơ và nhìn thấy đen lắm. Cho nên khi mà nhuộm cái chân tóc lên thì nhìn cái tóc mình nó khỏe và nó đẹp hơn nhiều. Và nhìn cái mặt mình nó cũng đỡ bị mệt mỏi hơn. Đó, mình chia ra, cầm, để qua. Nhớ nhé, khi mà mình sơn cái tóc của mình á, thì mình sẽ sơn hai phía luôn đó, có nghĩa là nó sẽ ở trên và ở dưới luôn thì cho nó lẹ. Đây, chia ra, đưa ra, cầm, để lên, chia ra, cầm, để lên. Các bạn nhìn cái này thì có thể không có quen làm thì sẽ thấy nó khó, nhưng mà thật sự mình làm vài lần là mình quen và nó rất là dễ nhé. Rồi, thế là mình xong cái phần trước. Thì các bạn nào mà chỉ có thể làm cái phần trước thôi á thì cứ làm phần trước xong rồi gội ra. Thì cái này nó cũng giữ cho mình được cũng thêm vài tuần nữa trước khi mình đi gặp người hairstylist của mình.
Cho nên vì thế mình làm hết chung quanh ở đằng sau cổ thì mình có bới tóc lên thì nó cũng không có thấy lắm. Còn cái ở trong này thì nếu mà mình không làm được thì mình có thể nhờ người thợ cắt tóc của mình làm giùm. Rồi thường thường khi mà làm xong thì mình kẹp nó như vậy để cho nó không có vướng. Bây giờ mình sẽ làm phần sau. Phần sau thì hơi khó tại vì cái này là mình chỉ làm bằng cảm giác thôi. Ở đằng sau thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không làm nó kỹ bằng đằng trước, nhưng mà thà khó hơn là không. Cho nên cái phần sau này nếu mà các bạn có quen ai á, mà có thể giúp các bạn được thì các bạn có thể nhờ họ làm giùm mình. Còn nếu mà họ không làm được cho mình á, thì mình có thể tự làm, nhưng mà nó hơi cực hơn một chút thôi. Bạn nhớ là mình lấy section vẫn mỏng nha. Cố gắng làm sao mà đừng có lấy cái section nó dày, thì chúng ta làm cái màu nó mới đều được. Rồi nếu mà chúng ta làm mà nó cứ vướng chúng ta đó, thì chúng ta lấy chúng ta kẹp nó lên như thế này. Rồi chúng ta sẽ làm tiếp. Hiện giờ thì Kelly đang nhìn vào cái gương ở bên này thì mới thấy được. Mình có thể gắn thêm một cái kính ở đây á, thì có thể mình nhìn qua, mình sẽ nhìn thấy nó reflection thì mình cũng có thể làm được. Rồi khi mà chúng ta làm xong rồi đó thì chúng ta phải lấy cái kẹp ra để cho tóc nó có oxygen. Tại vì khi mà chúng ta tụm nó lại hay là chúng ta che nó sát xuống á, thì nó sẽ không có cái oxygen, nó không có đi xuyên qua, thì nó sẽ không có process, có nghĩa là nó sẽ không có điều màu. Cho nên các bạn nhớ rằng khi mà chúng ta nhuộm tóc xong thì chúng ta đừng có tụm lại hoặc là làm cho nó che đi oxygen nha. Chúng ta cứ để nó như thế này. Chúng ta cứ để nó như thế này để chúng ta để tầm khoảng 25-30 phút. Sau khi mà làm hết xong rồi thì mình có thể dặm thêm vài chỗ nếu mà mình quên. Nếu mà các bạn làm xong thì thường thường là khoảng 25-30 phút là chúng ta nên gội ra. Còn nếu mà chúng ta có tóc bạc thì chúng ta có thể để thêm tầm khoảng tới 40 phút thôi. Nhưng mà sau 40 phút là nó hết tác dụng rồi, chứ không phải là chúng ta cứ để nó càng lâu là nó càng ăn đâu. Không phải. Bleach thì khác. Thí dụ mình xài thuốc tẩy á, thì nó được 1 tiếng đồng hồ. Còn nếu mà chúng ta nhuộm màu bình thường thôi thì tầm khoảng 40 phút là maximum. Nếu mà tóc bạc thì chúng ta để khoảng 30-40 phút. Tùy theo tóc của mình nó dày thì chúng ta để nó lâu hơn, hay là tóc chúng ta nó, mấy cái tóc bạc nó rất là resistant á, nó khó ăn, thì mình để khoảng 40 phút. Chúng ta sẽ để khoảng 40 phút. Còn nếu mà chúng ta tóc bình thường thôi, chỉ nhuộm màu thôi, thì chúng ta chỉ để có 30 phút thôi nhé. Rồi, sau khi mà nhuộm tóc xong
thì chúng ta có thể nhuộm chân mày. Thì thường thường á, em cũng có thể dùng cái này để nhuộm chân mày của mình. Có những lúc là chúng ta có tóc sáng đẹp nhưng mà cái chân mày mình nó đậm, nó đen quá thì nó không có cùng cái tông màu với cái nguyên cái look của mình thì nhìn nó hơi kỳ kỳ. Thì các bạn có thể dùng cái thuốc mà nhuộm tóc, nhuộm chân mày của mình. Nếu mà chúng ta mới pha thì không nên nha, tại vì cái thuốc nó quá mạnh để gần cái mắt. Nhưng mà khi chúng ta đã bỏ hết 15 phút để mà bỏ cái này lên rồi thì nó cũng đã yếu bớt rồi. Thì từ đó chúng ta có thể sơn tí xíu lên chân mày mình để mà mình nhuộm chân mày luôn. Và khi mà chúng ta nhuộm xong á thì khoảng 1 tháng sau thì nó cũng sẽ trở lại cái chân mày bình thường. Rồi sau đó chúng ta cứ phải nhuộm lại. Cho nên vì thế các bạn đừng có lo là không phải là khi mà mình nhuộm chân mày mình một lần là nó sẽ giữ như vậy suốt đời đâu, không có. Nó chỉ giữ được khoảng vài tuần, 1 tháng thôi thì nó cũng sẽ trở lại bình thường là cái chân mày đen của mình. Rồi lúc đó chúng ta có thể nhuộm lại. Nhưng mà em thấy thường thường nếu mà tóc của mình sáng mà mình nhuộm cái chân mày mình nó hơi nâu nâu thì nhìn cái gương mặt của mình nó hòa hơn là tóc sáng mà chân mày đậm đen thì nhìn nó hơi không tự nhiên lắm. Rồi đây, ok, mình lấy chút xíu và mình check lên cái chân mày của mình. Các bạn nào mà đã xăm chân mày như em rồi thì có thể vẫn nhuộm được, tại vì khi mà mình xăm thì nó chỉ ảnh hưởng cái da mình thôi, nhưng mà nó không thay đổi cái màu tóc của mình. Cho nên màu tóc của mình thường thường vẫn là màu đen, thì nhiều lúc có thể nó làm cho cái chân mày mình nhìn nó hơi xanh xanh đen, thì em thấy nó hơi làm cho mình bị không hòa lắm. Cho nên khi mà mình nhuộm á thì mình có thể nhuộm cái tóc của mình với cái màu mà mình nhuộm tóc thì nhìn nó rất là đẹp, nó nhìn nó hòa, nó tự nhiên hơn nhé. Rồi đây, mình lấy mình nhuộm cái chân mày của mình. Thường thường chân mày á thì mình không cần phải để suốt 30 phút đâu nhé. Tầm khoảng 15 phút là chúng ta chùi chân mày là được rồi. Cái này thì em tự làm cho mình cho nên em làm hơi ẩu, nhưng mà nếu mà các bạn khi mà các bạn sơn á, các bạn nhớ rằng là phải cho nó đụng cái da của mình luôn, cái màu nó ở trên không thì nó sẽ không có đều. Cho nên mình nhuộm á thì mình vừa nhuộm hướng này, sau đó mình đi ngược lại để cho tất cả cái thuốc nó đi vào cái tóc của mình. Các anh nào mà đang coi cái video này thì thấy phụ nữ tụi em lắm chuyện quá đúng không? Đúng vậy, thật sự phụ nữ thì thích làm đẹp, mà thật sự không có gì sai cả. Mà mình làm đẹp không phải gì cho ai nhìn thôi, nhưng mà cho bản thân mình cảm thấy vui. Thật sự làm phụ nữ nhiều lúc cũng rất là mệt và phiền, tại vì đủ chuyện hết, nhưng mà đó là một trong những cái niềm vui khi là một người phụ nữ, là một người con gái, là chúng ta có quyền để làm đẹp cho mình. Rồi, nếu mà chúng ta nhuộm cái màu này là màu đậm thì chúng ta phải chùi cho nó sạch nha, tại nếu không nó sẽ ăn vào da mình. Em sẽ để như vậy khoảng 15 phút rồi sau đó em sẽ chùi đi. Nhưng mà mình vẫn phải để đủ cho 30 phút cho cái tóc ở trên đầu mình nhé. Rồi, đó là cách mà chúng ta nhuộm chân mày và nhuộm tóc. Em sẽ để khoảng tầm nửa tiếng nữa thì em sẽ gội tóc ra và em sẽ style tóc của em cho các bạn thấy nhé. Cho nên lát nữa gặp các bạn. Hi everyone, so after 30 minutes, what I did was that I wiped off all the color around my hairline. And then I went into the shower, I just rinsed my hair and just let it rinse for about 2 to 3 minutes so the color come as much off as possible, and then I shampoo my hair. So this is the shampoo that I use. A lot of you ask me what home care do I use, so these are my favorite shampoo and conditioner by far. I find that they are so moisturizing but non-weighing, so it doesn't make my hair feel greasy or heavy, but it's just the right amount of moisturizing so that my hair doesn't feel stiff and dry afterwards. So this is the shampoo that I use right here, moisturizing shampoo, because I color my hair a lot and I styled it, so therefore it gets pretty dry. So the moisturizing shampoo really protects my hair and give it moisture. And then I use the Rich conditioner,
which is this one. Absolute favorite. I'm able to run my hand through my hair feels smooth. And also, these smells really nice. So I really, really love these shampoo and conditioner. I'll leave the link below for you to know where to get these if you want to try them. But they are awesome shampoo, high quality shampoo and conditioner. I absolutely love them. And then, so after I come out of the shower, I blot dry my hair. Hair that I use is the Lashawn, okay, leave-in. Okay, so first of all, I shake it up, and then I spray it all over. And then I use my brush to detangle. So from the bottom up is how I'm detangling my hair. Hello các bạn, ok sau khi mà Kelly set tóc của Kelly xong để cho nó khô thì nó nhìn như thế này. Thật sự khi mà tóc mình nó không có style thì nhìn nó rất là flat, nó không có một cái kiểu gì hết. Dù rằng Kelly có để rất là nhiều layer trong tóc của Kelly nhưng mà vì mình không có style nó thì mình sẽ không thấy nó ở đâu. Cho nên các bạn nào mà có theo dõi Kelly ở trên Facebook hay social media mà khen tóc của Kelly đẹp thì thật sự là tóc của Kelly nó đã được style cho nên mới nhìn được như vậy. Chứ nếu mà tắm xong không làm gì hết rồi gội ra thì nó nhìn nó rất là đơ. Các bạn thấy đó, see, nó không có nếp, nó rất là frizzy. Cho nên thật sự là hàng ngày khi mà Kelly gội đầu, tại vì tóc của Kelly nó rất là dầu cho nên Kelly phải gội mỗi ngày thì thật sự không có thời gian để mà style và cái lược tròn và cái máy sấy, cho nên cái tool mà Kelly dùng để mà style tóc là cái hot rollers. Thì các bạn nào mà đã có coi YouTube của Kelly lúc trước thì biết rằng Kelly rất là thích cái máy hot rollers này. Hot rollers là cái gì? Nó là những cái ống lọn để mà mình quấn tóc. Thì cái này là nó làm bằng cái chất vải nhung cho nên nó không có làm hư tóc. Và nó có những cái metal trong này nè. Thì khi mà mình gắm điện vào thì cái nút đỏ nó sẽ hiện lên. Thì khi mà nó hiện lên thì mình đóng cái nắp lại thì trong vòng khoảng 3 phút thôi là nó đã nóng lên rồi. Dù rằng nó có nóng đi nữa thì nó không phải là nóng để mà nó phỏng tay mình, nhưng mà nó chỉ ấm thôi. Thì khi mà mình style tóc á, nó làm cho tóc mình nó rất là ăn nếp. Nguyên do vì sao là khi mà mình để tóc của mình trong cái độ hơi nóng, sau đó mình cho nó thời gian để nó nguội lại thì cái tóc mình nó đã theo cái shape đó rồi. Nếu mà các bạn thường thường sấy tóc mà mình cứ thắc mắc vì sao nó không có ăn nếp, vì khi mà mình sấy mình không có để cho nó cool down, có nghĩa là không để cho nó nguội lại, cho nên mới chải nóng xong rồi mình buông nó ra thì nó không giữ được cái nếp. Thì đó là nguyên do tại sao mà Kelly thấy rằng nếu mà chúng ta phải sấy tóc hàng ngày thì nó rất là mệt và nó rất là mất thời gian. Cho nên một là Kelly sấy cho tóc cho khô, phải cần đi đâu gấp, hoặc là nếu mà không thì mình có thể gội xong rồi mình ngủ và sáng thức dậy tóc mình nó khô và mình có thể dùng cái quấn lọn này. Thì quấn lọn này nó rất là tiện, đồng thời nó có cái clip cho mình để mình dùng nữa, cho nên rất là hiệu quả. Bây giờ Kelly sẽ chỉ các bạn làm sao mà mình quấn tóc nha. Rồi trước tiên á, là mình phải chải cái tóc mình cho nó không có bị rối. Thì cách mà chải tóc là mình chia ra làm hai, và mình chải từ dưới lên trên. Thường thường chải tóc thì tốt nhất là mình dùng những cái lược như thế này, vì nó có những cái lược nhỏ nhỏ thì nó dễ để mà nó chải rối hơn. Cho nên mình chải từ dưới rồi nhẹ nhẹ mình chải lên trên nhé. Chứ mình đừng có chải từ trên xuống dưới một cái, là vì khi mà tóc mình ở dưới đây nó rối mà mình chải từ trên xuống dưới thì mình vô tình mình giật cái độ rối đó thì mình sẽ làm cho chân tóc của mình nó bị gãy, có nghĩa là mình nhổ tóc mình ra đó, giống như là mình pluck cái tóc của mình vậy. Cho nên nhớ rằng là khi mà chúng ta chải tóc thì chúng ta cầm tóc như thế này, mình chải ở dưới trước rồi sau đó mình hãy chải lên trên. Rồi mình chia tóc mình ra phân nữa, không cần quá perfect, không cần phải quá tỉ mỉ, chỉ cần chia ra phân nửa thôi. Rồi sau đó mình sẽ chia ra làm tư. Đây, có nghĩa là từ đây chúng ta lấy tóc. Thì cái phần này á, là phần trên. Thì phần trên chúng ta phải chải tóc thẳng lên nha. Tại vì khi mà chải tóc thẳng lên thì chúng ta sẽ tạo được cái volume, cái độ phồng ở đây. Các bạn nào mà trong lúc này muốn xức những cái mousse hoặc là những cái đồ mà để cho volume thì có thể làm lúc này. Thì khi mà mình xát cái tóc mình á, thì nó sẽ ăn
Rồi, cúi đây nè. Một tay mình cầm cái roller, một tay mình cầm cái đuôi tóc. Sau đó mình sẽ lấy hết những cái đuôi tóc và mình xoắn chung quanh cái roller. Và đồng thời đó mình cũng vừa roll luôn. Có nghĩa là khi mà mình roll tóc xuống á thì nó sẽ che đi vào cái đuôi của mình. Đó, các bạn thấy không? Mình roll xuống, sau đó mình lấy cái kẹp, mình kẹp lên. Thì hai cái ở trên đó các bạn cần phải để cao như vậy thì chúng ta mới có cái độ volume. Đây, bên này cũng vậy. Mình sẽ chải thẳng lên nhé. Sau đó mình dùng một tay, tay kia mình cuốn mấy cái đuôi vào và vừa cuốn vừa roll tóc xuống. Mình cố gắng làm sao mà cho mấy cái đuôi tóc nó nằm yên ở trong và mình cuốn cái tóc xuống như thế này nhé. Rồi mình lấy cái kẹp mình kẹp. Các bạn mà có bị tóc con như Kelly ở đây nè, Kelly ưa bị mấy cái tóc này, thì các bạn có thể dùng cái lược tròn để các bạn sấy cho nó úp vào thành cái mái, hay là các bạn có thể kẹp nó lên. Thì khi mà kẹp nó lên á, cái chân tóc nó sẽ đứng lên, thì khi mà mình tháo cái này ra thì nó sẽ đi theo cái nếp tóc của mình. Ở dưới đây thì mình không cần phải chải cao lên, là tại vì nó cũng không có ảnh hưởng gì hết, cho nên mình vẫn có thể để như thế này. Rồi mình lấy, để gần cuối, lấy mấy cái đuôi tóc, mình xoắn nó vào, vừa xoắn vừa roll thì mình sẽ lấy được mấy cái tóc để mình cho nó nằm cái đuôi vào đó. Các bạn nào mà nhìn cái này và tập vài lần mà thấy nó khó quá thì xin thưa rằng là cái gì nó cũng vậy, nó cũng cần mình phải tập vài lần. Nhưng mà khi mà các bạn biết làm rồi thì nó rất là dễ, dễ vô cùng. Và nhất là phụ nữ mình làm đẹp và làm đẹp mỗi ngày, cho nên thật sự mình làm chỉ cần học vài lần để mình làm cho chuẩn thôi, thì sau đó chúng ta làm rất là lẹ và rất là hiệu quả. Đó, rồi cầm ở đây, lấy cái đuôi vào, đó. Rồi mình roll, đó, mình roll up, lấy cái tóc để nó nằm lên. Đó, không cần làm quá kỹ, nó không nhất thiết là phải quá perfect. Mình chỉ cần cho 4 cái lọn nó nằm ở trong thế này thôi. Thì thường thường Kelly để cái này khoảng từ 5 tới 10 phút. Nếu mà các bạn muốn để nó vài tiếng cũng được. Mình làm việc ở nhà mình có thể quấn lên, rồi sau đó khi mà mình làm việc xong, tối mình đi chơi mình có thể tháo ra. Cho nên các bạn có thể giữ như vậy bao nhiêu tiếng cũng được, nhưng mà ít nhất là 5 tới 10 phút. Thì khi mà tháo ra thì các bạn sẽ thấy rằng cái tóc mình nó rất là phô, rất là bồng bềnh. Và cái này nó giữ được cho Kelly cũng tầm khoảng 2 ngày, nó vẫn nhìn thấy đẹp. Các bạn nào mà nhuộm tóc rất nhiều, tóc khô, hay là tóc không có thể chịu đựng được những cái flat iron hoặc là những cái curling iron, thì nên dùng cái hot rollers. Tại cái hot rollers nó nhẹ, nó không có damage, nó không có làm hư tóc bằng những cái máy bằng sắt mà mình dùng cho tóc. Ngoài ra những bạn nào mà tóc vẫn khỏe, hay là tóc mà chỉ muốn có một chút xíu blow dry mà không có thời gian làm, thì có thể quấn bằng cái này. Làm cái này nó rất là dễ, rất là tốt cho tóc, và nó không có làm cho tóc nó bị khô như những cái styling tool khác. Dĩ nhiên nếu mà các bạn nào mà xài cái này mà không thấy nó kết quả thì có vài lý do. Một là lâu quá các bạn không có cắt tóc cho nên tóc nó quá nặng, thì cái này nó không có ăn được. Tại vì tóc nó nặng quá thì mình nên đi cắt tóc cho tóc nó có cái shape, rồi sau đó mình quấn cái này thì nó sẽ đẹp hơn. Hai nữa là các bạn nào mà tóc medium texture to fine texture thì tốt, có nghĩa là tóc không có quá cứng, quá đơ. Nếu mà tóc vừa giận mà vừa đơ và vừa cứng quá thì dĩ nhiên cái này nó không có quá nóng, cho nên nó sẽ không có ăn bằng. Thì riêng tóc của Kelly là medium density, medium texture, không quá mềm cũng không quá cứng, bình thường. Thì Kelly có thể dùng cái này và nó rất là ăn, nhất là những ai mà đã nhuộm tóc rồi
thì thường thường mình càng chải tóc, mình càng style tóc thì tóc nó càng rụng, càng gãy đúng không? Thì cái này là cái perfect solution cho các bạn, để các bạn vẫn có thể style nó mà nó không có bị hư. Vì chúng ta chỉ quấn lọn thôi thì nó không có tạo cho cái stress quá nhiều cho cái tóc của mình, thì tóc mình nó đỡ bị gãy hơn là nếu mà mình dùng kẹp tóc thẳng hay là mình dùng curling iron thì nó hại hơn nhiều. Thì đó, Kelly chỉ ngồi như thế để khoảng tầm 5-10 phút là ok. Đó là cái cách mà Kelly style tóc mỗi ngày. Và các bạn nào có coi Facebook hay là Instagram của Kelly thấy tóc của Kelly đẹp, đó là vì Kelly chịu khó Kelly làm cái này. Các bạn chỉ cần mất khoảng 2-3 lần, nhiều nhất là 10 lần, nhiều nhất là 10 lần để tập làm cái này. Và mình chịu khó, mình quấn cho quen. Khi mà các bạn đã quen rồi lại làm trong vòng tích tắc, trong vòng 1 phút thôi là các bạn đã gắn lên rồi, và sau đó tóc rất là đẹp. Thì các bạn nào mà có muốn mua cái này thì có thể lên Amazon hoặc là eBay. Cái công ty này thì nó đã discontinue cái loại travel size này rồi. Cái mà Kelly có là cái loại travel size, nó rất là dễ thương nhưng mà nó không còn bán nữa. Cho nên nếu mà các bạn muốn mua thì có thể mua những cái nơi beauty supply nào mà còn sót lại hàng thì các bạn có thể tìm. Ngoài ra cái này là cái roller nó là 1 inch and a quarter. Đó, cho nên các bạn muốn biết cái size thì nó là 1 inch and a quarter. Mà Kelly size thì Kelly hồi nào tới giờ Kelly rất là thích cái máy này. Và từ lúc mà có cái máy này cũng gần 6-7-8 năm nay rồi thì Kelly không có sấy tóc của mình với cái round brush nữa. Tại vì thứ nhất không có giờ, thứ hai nữa là nó đau lưng rồi nó mệt, nó mất thời gian quá. Cho nên Kelly chỉ quấn bằng cái này thôi mà nó rất là đẹp. Và thậm chí nó ăn hơn nữa. Kelly ngồi đó Kelly sấy trong vòng khoảng 1 tiếng hay là 2 tiếng đi ra ngoài, gió tí xíu là nó hết quấn rồi. Còn cái này Kelly quấn xong rồi Kelly để qua ngày hôm sau thì nó vẫn còn cái nếp. Cho nên các bạn nào mà có xài thử cái này hay là xem video Kelly rồi có xài thử thì xin các bạn hãy feedback cho Kelly biết là các bạn có thích cái loại này không, hay là các bạn thích Kelly chia sẻ những cái cách khác để mà style tóc thì các bạn cứ comment ở dưới thì Kelly sẽ sẵn sàng làm những cái video khác để chia sẻ với các bạn. Rồi khi mà tháo ra thì chúng ta có thể để lại trong này. Rồi sau khi mà chúng ta, lần sau khi mà chúng ta dùng lại thì chúng ta chỉ cần gắm điện vào thôi. Thì các bạn thấy rằng là ở đây nó có cái đồ cắm điện, thì mình gắm vào điện thì cái này nó sẽ nóng lên. Đó, các bạn thấy đó, Kelly mới quấn tí xíu thôi mà nó quăng và nó làm cái tóc nhìn nó mướt và nó đẹp hơn nhiều. Bạn nhớ hồi nãy Kelly kẹp cái này không? Thì nó sẽ giúp cho cái tóc nó không có sụ vào mặt mình. Đó. Thường thường khi mà quấn tóc xong thì Kelly không có dùng cái lược để chải nữa, mà Kelly chỉ dùng cái tay để mà chỉnh nó lại thôi. Thì các bạn có thể thấy rằng là khi mà mình set hot rollers thì nó làm tóc mình rất là đẹp, rất là bồng bềnh. Nếu mà Kelly phải mất thời gian mà sấy cái này thì thật sự mất cũng khoảng nửa tiếng đồng hồ mới sấy được. Nhưng mà chỉ cần dùng cái hot rollers 5-10 phút thôi là các bạn đã thấy được cái tóc nó rất là đẹp. Nó show từng cái layer trong tóc của Kelly. Đó, các bạn thấy rằng là từng cái layer một của mình đều thấy cả. Và hồi nãy các bạn có nhớ Kelly có nhuộm chân mày của mình không? Thì
nó quá là tự nhiên cho nên các bạn sẽ không để ý đâu. Nhưng mà hồi nãy tóc trên mặt của Kelly nó đen hơn, nhưng mà bây giờ nó nâu lợt lợt thì nhìn mình nó hòa với cái tóc của Kelly. Cho nên thường thường trên mặt của Kelly thì Kelly cũng nhuộm, mỗi lần mà Kelly nhuộm tóc thì Kelly cũng nhuộm trên mặt của mình, cho nên nhìn cho nó hài hòa hơn với cái màu tóc. Và đó là cách Kelly tự nhuộm tóc và làm tóc ở nhà. Mong rằng video này đã có giúp ích gì được cho các bạn. Nếu mà các bạn thích video này thì xin các bạn cho Kelly một cái like, subscribe to cái channel của Kelly để giúp Kelly trở thành tiếng nói mạnh hơn, để chống tệ nạn buôn người và áo dâm trẻ em. Các bạn nào có thử cái video này và những cái tips mà Kelly chia sẻ thì xin các bạn hãy comment cho Kelly biết là các bạn thích cái nào, hay là các bạn có những câu hỏi gì thêm, Kelly sẽ sẵn sàng chia sẻ và trả lời cho các bạn. Còn nếu mà Kelly không biết thì Kelly sẽ đi tìm câu trả lời rồi sẽ trả lời các bạn sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã đón xem video này và xin hẹn gặp các bạn trong những video chia sẻ sắp tới nhé. Xin chào các bạn. Bye bye.